Chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Lời nói trước tiên thì Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình cũng như các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem và ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và để tiếp tục với video nhà đẹp thì trong buổi trưa ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Đường này thì chúng ta có tên đường cũ là đường Cây Chăm nha. Thì gửi khách hàng mình một căn siêu phẩm với kết cấu là một trệt, một lửng, ba lầu có sân thượng bên trên. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16m. Nhà mình thì thuộc hướng chính hướng Tây Nam nha cả nhà. Rất là phù hợp với khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch. Với công năng sử dụng bên trong nhà rồi mình có khu vực radio ô tô, phòng khách, phòng bếp. Bên trên là 4 phòng ngủ kèm phòng thờ và khu vực sân phơi, sân thượng trước sau nha. Nhà mình thì tọa lạc trên một con hẻm rộng lên tới 4m nè. Xe ô tô, xe tải mình di chuyển vào tận nhà luôn. Và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 8 tỷ 350 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ nha. Và trước khi di chuyển vào bên trong hay cùng Hằng Ni chúng ta quan sát con đường phía trước nhà. Đây, đường mình thì vừa mới trải nhựa xong luôn. Vị trí rất là đẹp luôn nè. Và đặc biệt là mình cách mặt tiền đường lưu thông chỉ 20m thôi cả nhà ơi. Hằng Ni di chuyển đi chúng ta cùng tham quan nha. Tại đây thì chúng ta sát bên công viên làng hoa cũng như là kết nối với đường Quang Trung, cho nên rất là thuận tiện cho khách hàng mình di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và mình cách sân bay chỉ 15 phút thôi và cách ngã năm chỉ 10 phút thôi nha cả nhà. Tại đây thì xe ô tô, xe tải mình di chuyển vào tận nhà luôn. Đó, em quay thì chúng ta cùng tham quan nè. Đường phía trước thì rộng lên tới 12m nha, ba xe ô tô cũng như là ba chiếc xe tải mình tránh nhau được luôn. Vị trí kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nha. Với khu vực này thì rất là thích hợp cho quý khách hàng mình vừa mua ở, vừa mở văn phòng công ty, cũng như là mình kinh doanh sách thời trang online hoặc là mở spa nhỏ nhỏ cũng rất là thuận tiện luôn. Tiệm tóc cũng phù hợp luôn nha cả nhà. Và Hằng Ni di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Được gia chủ thiết kế một mẫu hiện đại mới nhất năm 2022 nha. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16m. Nhà mình thì thuộc hướng chính hướng Tây Nam nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại một lần nữa từ kết cấu với thiết kế của ngôi nhà. Quá đẹp luôn. Sát bên công viên làng hoa. Đó. Mỗi tầng như vậy đều được gia chủ mình có chỗ ban công, cũng như là mình ốp những cái lam gỗ kết hợp với đèn chiếu sáng, trồng những cây xanh nhìn nhà phải nói là rất là bắt mắt và tinh tế luôn. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm một lớp cửa sắt 4 cánh nè, được sơn theo màu Silva nha. Phía trước thì mình có ốp gạch luôn cho nên nhìn nhà rất là sạch sẽ và sang trọng như cả nhà. Và Hằng Ni di chuyển vào bên trong. Tại đây thì mình có một cái khoảng sân, chúng ta có thể đậu được khoảng chừng 3 đến 4 chiếc xe máy. Bên trên thì mình có ô cửa được gia chủ mình sử dụng chất liệu bằng kính nha, mình lấy ánh sáng cho ngôi nhà. Cũng như là phía bên tay phải của Hằng Ni mình có tủ đựng giày nè,
tủ để nón bảo hiểm nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Tủ đựng giày thì được gia chủ mình sử dụng là chất liệu gỗ an cường luôn. Hai phía bên thành tường thì ốp gạch full luôn nha. Và di chuyển bên trong thì mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kèm kính cường lực 10 ly nè. Mình có đầy đủ rèm màn cửa rồi. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian phòng khách cũng như là khu vực ra ô tô của gia đình mình. Chúng ta có thể đậu được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ cũng như xe bán tải luôn nha. Bên trên thì mình có trần chìm giật cấp kết hợp với đèn trần chiếu sáng, đèn led âm trần nè. Và di chuyển vào bên trong, mình có khoảng không gian toilet nha cả nhà, tại khu vực tầng trệt dành cho khách khi mà đến chơi nhà. Đây, bồn cầu lavabo gương soi đầy đủ luôn nha. Mặt bằng phía trước thì chúng ta có thể là đậu xe ô tô cũng như là tùy theo mục đích kinh doanh thôi. Mình vừa ở vừa mở văn phòng công ty, mình làm văn phòng nhỏ nhỏ cũng rất là thuận tiện luôn. Và di chuyển vào bên trong thì được gia chủ thiết kế làm khu vực không gian phòng khách nè. Khoảng này thì mình thông tầng nhìn lên phía trên nha. Quá đẹp luôn. Bên trên thì có đèn chùm, đèn trần chiếu sáng. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Rất là đẹp nha. Và di chuyển về phía cuối ngôi nhà. Tại đây thì chúng ta có khoảng không gian giếng trời nè cả nhà. Phía dưới thì gia chủ mình có kết hợp trồng những cây xanh nha. Và nhìn thẳng lên trên. Wow. Khoảng này thì mình thông tầng lên sân thượng luôn. Mỗi tầng đều được gia chủ mình có kết hợp những cái khu vực để trồng cây nhỏ nhỏ, cho nên nhìn nhà rất là đẹp nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà nè. Nhà này với khách hàng mình mua sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất trị giá bên trong nhà hơn 1 tỷ đồng nha cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị rồi, chúng ta chỉ cần mua về sách vali vỡ thôi. Đó. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta quan sát lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà nha. Và em xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt, một lửng, ba lầu, có sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng Tây Nam, với công năng sử dụng bên trong nhà gồm radio ô tô, phòng khách, phòng bếp. Bên trên là 4 phòng ngủ, kèm khu vực giặt sấy, phòng thờ và sân thượng trước sau. Gia chủ thì đang rao bán với mức giá chỉ 8 tỷ 350 triệu đồng thôi, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và em bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực tầng lẫn để chúng ta cùng tham quan nè. Khu vực cầu thang, mình có vách ngăn nha, nhìn rất là hay luôn. Và tủ âm tường nè, chúng ta lấy ánh sáng, quá đẹp luôn. Phía dưới chân cầu thang của mình được gia chủ sử dụng đèn led âm nha, nhìn quá đẹp luôn. Và cầu thang được gia chủ mình sử dụng là đá cao cấp kết hợp với tay vịn bằng trụ gỗ căm xe, lan can bằng sắt nha cả nhà. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng nè. Tại đây thì được gia chủ mình dành hẳn riêng làm khoảng không gian khu vực phòng bếp luôn. Mình có đầy đủ rồi. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 6 ghế cùng với tủ lạnh lớn 2 cánh nè. Có cửa sổ chỗ ra ngoài luôn, mình mở được cho nên rất là thông thoáng nha cả nhà. Tủ gỗ thì được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho quý khách hàng mình trong thời gian sử dụng luôn. Nhìn rất là đẹp nha. Đây, phòng ăn phải nói là cực kỳ chill luôn. Chúng ta ngồi nhâm nhi một bữa ăn cũng như một ly rượu, một ly cà phê. Mình bật đèn lại, sử dụng đèn vàng bên trên thôi. Rất là sang trọng và ấm áp nha cả nhà. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục các phòng ngủ phía trên nha. Và cùng em chúng ta quan sát từ khu vực tầng lửng nhìn xuống phía dưới phòng khách nè. Đó. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nè.
Tại đây thì được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Nhà mình thì được xây dựng bên trong là lợp tầng. Phòng ngủ thứ nhất nha cả nhà, nằm ở phía trước. Mình có toilet riêng bên trong luôn, đầy đủ các trang thiết bị rồi. Bồn cầu, lavabo, đun sôi, rồi tắm hoa sen là thì ớt phun trần luôn. Bên trong phòng ngủ nè, mình có giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, cũng như là ban công chỗ ra ngoài. Phía trước thì gia chủ mình có trồng những cái chậu cây rồi. Hệ tủ táp đầu giường, tủ quần áo đụng nóc luôn nha. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển vào không gian phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau để tham quan tiếp tục nè. Phòng này mình cũng có toilet riêng bên trong luôn. Bồn cầu, lavabo, gương soi. Quá tuyệt vời nha. Đó, tủ quần áo, giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, bàn học nha. Nhà này thì chúng ta có đầy đủ nội thất rồi. Và đặc biệt là mình có ô cửa sổ nè, để trổ ra khu vực kiến trời nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Mỗi phòng như vậy đều được gia chủ mình có lắp máy lạnh bên trong rồi, cho nên với khách hàng mình mua về chỉ cần xách vali vỏ thôi. Cũng như là với nhu cầu của mình mua để cho thuê, có thu nhập hàng tháng cũng rất là thuận tiện luôn nha. Vậy em di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục. Và với khách hàng mình quan tâm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, các căn siêu biệt thự quận Tân Bình, quận 12 thì alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta sở hữu đúng nhu cầu của khách hàng mình đang cần. Lầu 2 thì về kết cấu và thiết kế cũng giống như lầu 1 thôi. Mình cũng có hai phòng ngủ trước sau cho nên Hằng Ni lia máy nhanh nè. Và toilet riêng bên trong. Đây không gian phòng ngủ nha. Bên dưới thì được gia chủ mình sử dụng là cửa kéo sinh pha từ đây qua đây luôn. Nhưng mà lên khu vực lầu 2 thì được gia chủ mình sử dụng tại đây là cửa sổ nè, và có cửa mở ra khu vực ban công. View thì phải nói là cực kỳ thông thoáng luôn nha cả nhà. Đây. Không có bị trắng view đâu. Thôi và Hằng Ni di chuyển ra khoảng không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nha. Nhà mình thì tới hai cái giếng trời lận. Giếng trời phía sau lúc này Hằng Ni có quay, và khu vực giếng trời tại đây nữa. Ngay hành lang cầu thang nha, mình chỗ thẳng lên sân thượng phía trên luôn, cho nên nhà phải nói là rất là thông thoáng, gió trời lưu thông. Nhà mình thì với vị trí là tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9, quận Gò Vấp. Tên đường cũ là đường Cây Trăm, với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16m, thuộc hướng chính là hướng Tây Nam. Và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 8 tỷ 350 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni số hỗ trợ khách hàng mình vay vốn từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Và cũng như là ngôi nhà này chúng ta có sổ hồng, công chứng mua bán trong ngày luôn. Với khách hàng mình quan tâm thì hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình. Và em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng nè cả nhà. Chúng ta có sân thượng phía trước, sân thượng phía sau nha. Sân thượng phía sau thì mình có thể làm khu vực sân phơi cũng như là giặt sấy cho gia đình mình. Đã được gia chủ mình trang bị sẵn những cái khung sắt hai bên rồi nè. Và phía sau thì mình để những cái cục nóng nha, khu vực ngay chỗ lợp kính. Là giếng trời lúc nãy Hằng Ni có quay tại tầng trệt với khách hàng mình có xem rồi đó. Đứng trên này thì gió rất là mát luôn. Em đang quay vào một buổi trưa cũng 1 giờ rồi, nhưng mà không khí phải nói rất là mát mẻ nha. Đó, bên trên thì mình để bồn nước nè. Thôi và cùng em chúng ta di chuyển vào không gian khu vực phía trước để tham quan tiếp tục nha. Đây, chúng ta có bộ bàn ghế để ngồi uống trà. Gió hiu hiu rất là mát luôn.
quý khách hàng mình quan tâm thì hãy nhanh tay alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.